Hello, chào anh em. Chào anh em tới với clip thứ 22 của em á. Nay gần như là hết hàng rồi nè. Cái này em sẽ lên thanh lý một ít hàng 100V và ít hàng 230V ha. Với lại có một số con máy bị bể gạch ở clip trước em lên lại nha nè. Đây có hai con đánh bóng này. Máy mài 230V nè. Anh em về được con cưa gỗ không than đó em, một con cưa bàn nè. Anh em lên thanh lý con mài mini này cho anh em. Đây mới về được thêm một con khoan 2-26 quá, boss zin 22 ha. Em lên thanh lý hai con máy mài này ha, con vít này luôn ha. Đây anh em về được hai con máy mài, ba con máy mài luôn chứ. Anh em về được con boss tắc 25 nữa nè. Bữa anh nào mà chốt mấy con clip trước không kịp á thì lên nay chốt lại giùm em ha. Có con bot này hay lắm nè, bot này auto vol carton này, hai con carton, một con cưa xích 200V nha anh em. Với lại một con cắt sắt này, cắt sắt này clip trước nè thì bể gạch em lên lại nha, cắt sắt zin 22 nha anh em, đá 355. Đây đang về được con cưa gỗ nè, con này mới chắc luôn nè, con này cắt gỗ 16 phân ha, rulo thanh lý thêm con lô lô nữa nè, với con mài lưỡi bạo thôi vô đi. Nay em vẫn về mã số 1 nha anh em, clip 22 ha, clip 22 mã số 1. Nay em về được trời ơi, năng nỉ dữ lắm, em mới để lại hai sợi dây nguồn rồi bán cho có. Nói về nguồn giờ quý như vàng nha anh em, giờ tại vì bãi nó không có hàng cho nên là không có dây nha anh em. Cắm hàng ra tháng 9 luôn anh em ơi. Đôi chân luôn. Không có hàng mà vẫn ế. Hàng bây giờ giá nó ai mà có thì giá rất là cao. Cao và cao so với mà anh em lái đi lấy á. Nói chừng mà đi bán ra nó lại khó, không biết tình hình kinh tế kiểu gì. Hàng không có đã hiếm rồi. Mà ai mà có hàng thì bán lại ế. Mã số 1 ha. Đây. Nay em về được hai sợi dây màu ha, một sợi là 8m8, một sợi là 8m5 ha. Dây này đều là dây hai lỗi 15A hết nha anh em. Dây màu thì anh em biết rồi ha, siêu mềm, nó cực kỳ mềm ha, mà hai dây này rất là mới. 8m8 với 8m5 nha anh em, dây này là siêu mềm ha, không tật lỗi nha anh em, rất đẹp nha, 15A hết ha, hai lỗi 15A hết, 8m5 và 8m8. Đây mã số 1, hai sợi này để anh em 450 nha. Dây nguồn em chưa nhận chuyển khoản trước thì em bao ship ha. Bốn trăm rưỡi ha. Hai sợi này là bán 500 được vô tư. Thôi đầu clip bán lấy tương tác thôi nè. Mã số 1 ha, hai sợi 450. Dây rất đẹp nha anh em. Cái dây này nè anh em, dây này mà lúc trước em có lên á, anh em tưởng đâu là em có một sợi thôi mà em có còn nhiều lắm nha. Dây này nè, dây dây mà 10m3 nhân 2.0 này em còn rất là nhiều. Có dây 3.5 thì em hết rồi, 3.5 là clip trước, clip sau, clip hôm trước em lên nó lại em bán hết rồi, bán anh em chốt hết rồi, em không còn dây lớn nữa, chỉ còn dây này thôi. Dây này thì em có sẽ có hai loại, một loại là nó đầy đủ phích với ổ này luôn ha. Đó. Một loại là nó có ổ thôi, nó không có phích nha nè. 3 x 2.0 á, dây này là dây em bán nhiều rồi, là nhiều lần rồi ha, Mitsubishi nha nè, dây của Nhật ha, Mitsubishi made in Japan ha. Dây chưa qua sử dụng nha nè, dây này là mới 100% ha, chưa qua sử dụng. 3 x 2.0. Đó, dây đầy đủ thì nó có gì, phích ba chân nè ha, phích ba na phích phích này national chứ đó nè. Phích là Panasonic nè, phích với ổ là Panasonic nè, máy in ra băng luôn, chưa qua sử dụng hết ha. Đây cái ổ nó như vậy, ổ này là ổ ổ ba, nó dạng như ba pha nhưng mà nó không phải ba pha nha nè. Tại bên Nhật nó xài nó sẽ có thêm sợi dây mát nữa, cho nên là cái ổ nó là ổ ba chân, thực chất nó chỉ có xài hai dây thôi, còn một dây lại là dây mát. Đó. Dây này là dây hai hai lỗi bình thường ha, có thêm một sợi dây mát thôi.
Dây thì bao đẹp, bao mềm rồi. 10 mét nha anh em, 10 mét 3 x 2.0 ha. Đó, sợi này thì nó không có khuất. Em tiếp tục thanh lý cái giá vốn ha. Nếu mà anh em chuyển khoản em bao ship là vốn nha nè. Sợi này em bán anh em 450, sợi này 400 ngàn thôi. Mã số 2. Sợi này trước em bán 500 ngàn, nay em thanh lý 450 thôi. Sợi này 400 thôi. Số 3 400, không có cái phích ha. À, sợi này lỗ rồi nè. Đó, lấy nguyên lô về mở trong bao ra mới phát hiện có một mấy sợi nó không có cái phích. Nên em mua cũng bằng giá, bằng giá với sợi này, bây giờ phải bán rẻ hơn. Mã số 2 450 ha. Vậy anh em không xài phích thì không xài cái ổ thì mở ra. Mở ra bỏ lấy cái dây thôi. Đó. 450 sợi này. Sợi này 400. 10 m 3 x 2.0 ha. Dây chưa qua sử dụng nha anh em. Rồi, bán gì đây? Thanh lý đi. Đầu tiên thanh lý con vít này. Con vít này em có giá mới nha, nó mắc cực con kinh khủng. Nó mắc lắm anh em. Ủa, đâu rồi cả? Con này là con vít của fan anh em ha, của Đức á, hàng của Đức. Đây em tí em kiếm giá mắc lắm anh, sợ nói anh em tin. Nó đâu à? Nó đâu mắc rồi ta? Kệ nó đi. Phút này mà tới em nhớ 5-6 triệu gì lắm. Đây là con vít của fan ha. Fan là hàng cao cấp nha này. Hàng cái dòng này là dòng chuyên sản xuất cho ngành cơ khí của Đức ha. Nó là nếu mà nước khác mà muốn lấy hàng của nó phải đặt hàng nha này, chứ nó không có sẵn. Mã của nó là ASSE ha, 636. Điện zin 230V ha. Made in Gạch Money. Máy in giật money 450W nha nè. Đó. Cái mũi vít này là mũi thông dụng thôi nha nè. Này gỡ ra được ha. Rút nó ra được. Cái đầu này có thể chỉnh chỉnh cho nó chạy lên chạy xuống nữa nè. Đó, xoay cái đầu này nè. Xoay cái đầu này nó có thể chạy ra chạy vô nè. Để nó vừa phủ con vít nè, khi mà anh em đè xuống á. Đó, anh em dặn vít vô tới đó là nó đứng lại, nó không ăn vít nữa. Hoặc là anh em dặn sát á, vô dặn như vít bình thường, mũi này mũi vít thông dụng thôi ha. Máy in Việt Money nguyên zin hết ha, nó còn mới cực kỳ luôn nha nè. Còn này mới tới mấy triệu bạc lận, mắc lắm anh. Trời, test máy. À, cái con này nó em thay dây nguồn rồi ha, dây nguồn nó về nó không có, em thay dây nguồn rồi, dây nguồn em thay dây Hitachi rồi. Cái con này á, anh em chạy không là nó không có xoay mũi ha, anh em đè xuống nó mới xoay mũi. Đó. Đảo chiều đều tốc đầy đủ hết ha. Hàng này hàng cao cấp, mắc lắm anh. Những cái vỏ nhựa này nó làm bằng nhựa chống cháy, chống chảy. Đó, nhông đồ thì nó làm bằng hợp kim chống mòn. Đó, cái hiệu này, cái thương hiệu này anh em có thể tra sạch Google ra, nó giới thiệu đầy đủ lắm. Hàng nó rất là mắc. Con này trước em bán 5 bán 900 ngàn. Rồi, này, thanh lý cho anh em. Thanh lý cho anh em con này 800 thôi. Mã số
số 4 800.000 ha. Zin 230V là hàng này, hàng Đức xuất hàng anh em ha. Hàng này á, là của một công ty sản xuất gầm xe ô tô ha, của Hàn Quốc nó đặt. Nó đặt ra hàng của Đức á. Đặt hàng này Đức nó xuất qua, tại vì á nó cái công ty này là công ty nó sản xuất gầm xe ô tô, nó có ký hợp đồng với Đức. Thì khi mà ký hợp đồng á, Đức nó bắt buộc phải mua máy này của nó thì nó mới ký hợp đồng. Cho nên là những cái hàng này Hàn Quốc nó có là vậy. Chứ giá này rất là mắc anh em. Rất mắc, chỉ mấy cái nước châu Âu mà cái tiền giờ lao động người ta cao người ta mới xài nổi thôi. Chứ còn mấy nước châu Á xài không nổi này. Mà Hàn Quốc thì nó lại có, tại vì nó có cái hợp đồng với Đức. Số 4 800.000 ha. Đây, Nam về được con máy mạng 100V nè. Mã nó mới cực kỳ anh em. Mới khoảng 90% ha. Mài Makita. Con này nguyên zin 100% anh em. Có luôn cái đầu mở đá nè. Này mới dữ lắm nha nè. Đây là con máy mài 9533 ha. Makita 9533 CB ha. Con này cốt 10 đá 100 ha. Điện 100V. 1010W nha anh em. Ồ dữ ta. 1010W. 9000 dòng. Hàng nội địa Nhật anh em ha. 1010W lận. Ủa dữ ta. Nhỏ xíu mà. 1010W, 9000 dòng. Nó mới lạnh lùng. Điện 100V nha anh em. Em có bán 100V với 22 xen kẽ nhau á. Anh em nghe cho kỹ ha. Sợ anh em mua nhầm. Con này điện 100V nha. Chạy thì em vô dù á. Một nghìn không trăm mười watt, 9000 dòng, cốt 10 đá 100 ha, mới 90% này nè, cực kỳ ha. Đó, có cả cái đồ mở đá ha. Con này để anh em 400.000 ha nè. Mã số 5 ha. Mã số 5, 400.000. Mình đâu nhà nước mình thay đổi bộ máy, thay đổi chủ tịch nước rồi thay đổi bộ máy, cho nên là mỗi lần thay đổi chủ tịch nước là cái hàng này cấm anh. Nghề ngộ nó thay đổi nguyên một cái vàng bên cảng nguyên cái bộ máy, cho nên là nó cấm để nó khi mà bộ máy nó hoàn chỉnh rồi nó bắt đầu nó mới cho xuất hàng lại này, cho nhà nhập hàng lại. À, nghe đâu cấm tới tháng 9. Có thằng nói cấm hết năm nay, cấm hết năm nay chắc đói đủ le lưỡi. Y như năm rồi thay đổi chủ tịch nước cũng cấm. Mã số 5 ha, 400.000 ha. Này hôm trước anh nào mà chốt con mài tắt 25 của Boss mà chốt không kịp thì nay em về con nữa nè. Con này thì dây nguồn zin luôn ha. Dây nguồn zin luôn. Cái con này thì giống như mấy con clip trước em lên thôi. Là ruột gan nó em bao anh em mới 95% ha. Mới dữ lắm. Ngoại hình thì em không nói tới ha. Ruột gan than zin nó còn nguyên cặp cổ gớp không một miếng nào nha. Đây là con Boss, máy mài Boss ha. GVS750-125 ha. 125 là đá 125 ha nè. À, 750 là cái mã ha. Gạch 125. Con này là hàng Đức của Boss nó xuất hàng ha. Anh em thấy cái tem ở đây nè. Nó toàn chữ Hàn Quốc thôi. Còn này mới là tem của Boss nè. GVS750-125 ha. Này điện 220, 750W, 11.000 dòng ha. 750W, 11.000 dòng. Mới cực kỳ nha anh em. Ruột gan nó mới lắm. Dây con này được cái dây nguồn zin luôn nè. Mấy con clip trước là dây nguồn em thay không, con này dây nguồn zin luôn. Zin thế thì cái phích nó phích chân tròn nha anh em. Hàn Quốc nó xài phích chân tròn. Em bà cố luôn ha. Rồi giá cũ anh em 750 à. 750 giá cũ ha. Mã số 6. Mã số 6 750. Con này mới nó tầm 1.5 triệu anh.
em bán nửa giá mới 750 ngàn. Cốt 125 thì nó giá mới nó sẽ cao hơn là máy mồi một tấc này, 750. Thôi bán gì đây, thanh lý hai con này đi. Con này trước là em mà hẩm bán 1.300.000, nay thanh lý cho anh em 1.200.000 con ha. Con này là con máy mài của Metabo anh em, Metabo máy nghiệp mini luôn ha. Con này nó chỉnh cái này nhanh nè. Đó, anh em cái kéo cái này xuống là em xoay này thôi, cái tem nó nằm dưới này anh em ha. Đây là con máy mài Metabo máy Inget Money ha, điện 220 tới 240 V, 1900W là nhanh này, 1900W ha. Con này máy là máy sát nhỏ mà công suất lớn ha, 1900W, 8000 vòng. Cốt là cốt 125 nha anh em, máy Inget Money nha. Đó, hàng này cũng là hàng Đức xuất hàng anh em ha. Đặc biệt là cái đá này nè, cái lông đền mà xiết đá này nè, đây là lông đền chống tuột ha, nó có lóc kê nè, nó ho chống tuột ha, mài Metabo. Con này nó có cái đèn báo lỗi nè, khi mà cái đèn này cháy là nó báo lỗi nha nè, có lỗi nó sẽ báo cái đèn đó ha, là nó sẽ ngắt máy, nó không có chạy được nha nè, ghim vô thì nó cháy đèn cái xong rồi nó tắt. Con này tóc nó rất là nhanh ha, tóc nhanh. Con này sát nhỏ thôi, sát nè em cầm nè, dư khoảng đốt rưỡi ngón tay thôi. Nhưng mà cái bánh này, đá này là nó gắn cái đá bảo vệ đá 1 tấc 8 lận. Đang có thể xài tấc 2 ha, tấc rưỡi hoặc tấc 8 tùy anh em. Nếu tấc 8 thì anh em xài luôn cặp tay này, còn nếu mà tấc 2, tấc rưỡi thì anh em bỏ ra. Con này thì nguyên zin hết, nó chỉ có sợi dây nguồn này em thay xây dây Hitachi thôi. Dây này chắc được 4-5 mét gì nè. Chiều 2 con nè. Máy Inget Money ha, 1900W nha nè, mã số 7, chiều 2 con ha, chuyển khoản trước em bao ship luôn. Chiều 2 con, đây còn con nữa, chiều 2 luôn anh em, trước em bán chiều 3 ha. Đây cũng là Metabo ha. Con này á, cái con này á thì cũng cốt 125 ha. Anh em gắn tấc 2, tấc cửa, tấc 8 đều được. Con này cũng máy Inget Money ha. Điện là 230V. Con này 1400W anh em. Nhưng mà sát con này nó lại lớn hơn ha. Sát lớn hơn con nãy mà nó có 1400W à. 10.000 vòng. Máy Inget Money ha. Cốt là cốt 12.5. Con này được cái tay cầm zin luôn nè. À dây nguồn zin luôn chứ. Con này dây nguồn zin luôn ha. Điện 230V. Con này có thể xoay cái tay này được nha nè. Nè. Đó. Nó xoay được nè. Xoay được 180 độ. Ha. À con này phải nhấn cái này vô mới bóp được. Con này phải nhấn cái nút này vô mới bóp công tắc được nha nè. Một ngàn bốn trăm watt ha, 10.000 vòng, cốt là cốt 12.5 ha, 1.200.000 luôn anh em, mã số 8, 1.200.000. Mã số 8, 1.200.000. Đây, lên cho anh em con này khá hệ. Con này nó giống như con máy mài Makita mà nó có điều tốc mà nó chạy auto volt á, mà em hay bán á. Nó y chang vậy nhưng mà con này của Boss ha. Con này nó cũng chạy auto volt á, mạch nó là mạch đẳng áp. Nó có điều tốc số nha nè, 6 số điều tốc ha. À, mà mạch cái mạch này là mạch đẳng áp, nó chạy được auto volt luôn ha. Con này thì hàng hàng bãi Mỹ anh em.
điện 120V nhưng mà nó chạy auto volt ha. Con này em thấy công tắc nó xéo xẹo không? À, bên này nó hở lên nè, bên này nó khép lại nè. Đó là công tắc zin nó vậy nha anh em. Nó bấm cái này xuống nè. Mà muốn bấm xuống là phải gài cái cò này vô ha, bấm cái cò này vô. Đó, bấm xuống nè. Tắc zin nó vậy ha. Cái con này khá hiếm anh, hiếm á. Đó giờ em có hai con như vậy thôi. Đó giờ em bán cả chục năm có hai con như vậy thôi. Con này là hàng 7 Mỹ ha. Mã nó là GVS1350 VSB ha. Con này điện 120V nhưng mà nó chạy auto volt ha, 100V hay nó chạy từ 100V luôn á, 100V nó được chạy được ha, 100V tới 220V luôn. Con này là made in Germany ha, made in Germany, đá là đá 125 ha, 1300W ha, công suất rất là lớn anh em, 1300W ha, 11.500 vòng. Nó điều tốc từ 3.000 đến 11.500 vòng ha, đá 125, made in Germany ha. Con này còn khá đẹp anh em, khá đẹp ha. Khá đẹp ơi, chỗ này nó có cái tem boss trên cái cò này, nó bị mất hết miếng này. Đó, thông số là còn y hết ha. Đặc biệt là nó chạy được 110-22 luôn, em ghi 110 trước nè. Con này nó có khóa công tắc, à quên. Con này nó có cái khóa. Đây em chạy thử cho anh em coi nè. Kéo cái này xuống ha, bóp cò. Khởi động mềm ha. Giờ cũng có nó gài chết công tắc nè. À, nó có gài chết công tắc ha. Giờ rút điện ra nè. Nó có chống khởi động lại anh em ha. Tức là giờ ghim vô nó không chạy. À, ghim vô nó không chạy. Quên mà, nếu mà quên nó quên gài công tắc á, mình ghim điện nó cũng không chạy nữa. À, bây giờ mở ra bóp lại nó mới chạy ha. Con này công suất nó lớn lạnh lùng, 1300W lận mà nhanh nữa, 11.500 vòng. Rồi giờ em ghim 22 ha, thử coi nó cháy không. Chạy 100V với 22 là như nhau luôn anh em ha. Con này nó có cái nó bảo vệ, nó bảo vệ gài nhanh nữa nè, mà tiếc cái là nó không có bảo vệ. Đây. Này em bán bằng giá con Makita thôi. Bữa trước em có lên hai con Makita, rất nhiều anh chốt hụt á. Chốt mà em bán rồi á. Hôm nay anh em mua con này nó cũng giống như con Makita vậy. Cái xác nó cũng tương đương, cũng bự bự như vậy. Này mã số 9. Giá 1 triệu ha anh em. Mà con này hiếm hơn con Makita nhiều anh. Makita thì em bán hoài, còn con này trước giờ em có 2 con. Mã số 9 nè, 1 triệu. Nó cái xác nó cũng tương đương con Makita, mà được cái con này công tắc bóp. Tắt bóp dễ xài hơn. À, anh em chỉ cần kéo xuống là cầm hai tay nè. À. Này là cái đầu gài, gài mở đá. Đá 125 ha, giá 1 triệu. Đây. Này em về được con đánh bóng. Đánh bóng mà em có hai con đánh bóng, mà con này bị bể gạch nè. Con này lấy trước bị bể gạch nè. Thì con này thì em mới về. Con này cũng chạy auto volt nè. Đây là con mài đánh bóng ha, Makita GV7000C. Con này bánh nó 1.8 ha. Em có cái bánh nhỏ luôn nha. Anh em mà cần xài bánh nhỏ em đưa cho cái bánh nhỏ. Con này điện 100V ha, nhưng mà mạch nó cũng là mạch auto volt. Mạch đẳng áp 100V nè, 900W. Điều tốc từ 2.500 đến 4.700 vòng. Con này tắt nhanh anh em ha, 2.500 đến 4.700 vòng. Em ghim điện 22 luôn nha anh em.
cho nó đỡ mất thời gian. Game 22 luôn nha. Cái bánh này nó bự, bánh mình nó bự, nó quay quá. Chạy số 3 thôi mà cầm muốn không nổi. Rồi chạy trong vô em hai như nhau anh em ha. Rồi con này thì em bán hoài rồi, giá cũ rồi. Con này em bán 1 triệu ha. Mã mấy à? Số 10 1 triệu ha. Số 10 1 triệu. Chạy auto ball đó em, chạy 200V 22 như nhau ha. Còn con này là Zin 22 ha, Zin 22. Con này mới nó tầm 6 triệu anh em ha. Sáu số điều tốc Zin 22 ha. Con này thì đẹp, chỉ có một cái là cái đầu này nó hơi bị tróc sơn thôi. Nhưng mà con này ruột gan đẹp lắm anh em. Được cái nó Zin 22. Mã nó là 9227 ha. Điện Zin 22 ha. Con này 1200W. Điều tốc từ 600 đến 3.000 vòng à, 600 đến 3.000 vòng ha. Con này nguyên zin hết nè, dây nguồn zin luôn. Dây nguồn zin của hàng này là hàng Nhật xuất hàng ha. Nó xài chu tròn, Nhật xuất hàng nha nè. Cái bánh này tại em dán nó xéo anh em ha. Để em dán nó lại. Chưa ngay lắm. Con này ruột gan đẹp lắm anh em, than zin còn nguyên luôn á. À, ruột gan trắng sát luôn, xanh lét. Chạy em luôn ha. Điện Zin 22, hàng Nhật xuất hàng ha. Đây con này trước em bán 2 triệu, nó bị bể gạch. Hôm nay bán 2 triệu bao ship đi. Đó, cho nó máu. Mã 11. Con này em bán hoài, em bán thường luôn. 2 triệu bao ship ha. Mã 11 2 triệu bao ship ha. Ai. Rồi, tới gì đây? À, lên con này đi. À cái con này á, cái con này lên trước là em lên em còn 2 thùng đó. Em lên á thì anh kia anh cọc 200.000. 200.000 anh nói qua bữa sau anh chuyển khoản đủ, anh ra tiệm gì đó chuyển khoản đủ bao ship cho ảnh. Anh mua về bán lại cọc 200.000. Còn cuối cùng anh bỏ cọc luôn. Bỏ cọc luôn rồi. Đây em lên lại đi. Em có 2 thùng lận nha. Em lên thùng thôi. Đây là con mài em giới thiệu rồi, clip tiếp giới thiệu rồi ha. Nay em giới thiệu lại cho anh nào mà chưa nghe ha, chưa có xem á. Con này là mài của Đức ha, mới 100% anh em. Catalog nè. Tay cầm nó đầy đủ hết ha. Nó điều tốc 7 số nha nè. Đó. Có mỡ đá nè, có cặp xe nè. Dây nguồn rất là mềm luôn, dây nguồn chắc được 4-5 mét gì nha nè. Em không có đo nữa.
Chị nguộn mềm như bún ha. Rất là mềm ha. Hiệu của nó là Benki ha. Benki. Con này là Germany ha. Berlin Germany. Điện con này hàng Đức xuất hàng anh em ha. Điện 230V. Họ nó điều tốc từ 3.000 đến 10.000 vòng. Đa cốt là cốt 12.5 ha. Đá cũng 12.5 ha. À, cặp te của nó rất là đẹp. À, dày. Mở đá nè, cực kỳ dày luôn. Tay cầm nè. À, đầy đủ hết. Nó nhìn cái tay cầm là biết đồ xịn rồi nè. Rồi, em test máy ha. Điện 2 230V ha. Con này hôm nay em sẽ trừ tiền cọc của anh nó ra ha. Các anh mấy anh nào hôm trước có mua hàng của em mà mấy con này mua đúng giá 1.4 triệu á thì thông cảm ha. Không, cái này không phải là em bớt nè. Mà này do anh đó anh cọc rồi em sẽ từ tiền cọc ra cho nó đi nhanh anh em. Mới 100% anh em ha. Cái này là thằng gài, này là gài nhanh luôn ha. Nó không xài ốc, nó xài cái lẫy nè. Xài cái lẫy ha. Mở tán ra mới gắn bảo vệ vô được nha anh em. Rồi. Mới 100% luôn. Hôm nay em sẽ trừ tiền cọc ra, trừ ra 100.000 nha. Là mỗi con như vậy là 1.3 triệu thôi. Cái này là không phải em bớt, mà do người ta cọc người ta bỏ nha anh em. Đó, anh nào mà mua hàng của em mà đúng giá 1.4 triệu thì thông cảm ha. Anh này không phải em bớt nha. Còn cũng còn có hai con thôi nè. Hai con này là em lấy lại của thằng em. Em với thằng em chia lô này, lô em bán hết rồi. Cho nên em lấy của nó chia cho nó, chia cho có hàng bán. Bây giờ cũng không có hàng bán. Ô, mày vô trước. Em còn hai con ha, giá 1.3 triệu thôi. À, hôm trước quá trời khách hỏi mà anh đánh chốt hết hai con cọc rồi đâu bán được. 1.3 triệu con này thôi, mã 12 hả? 12. 1.3 triệu thôi ha. Em nhắc lại anh nào mà mua giá đúng 1.4 triệu thì thông cảm nha. Này là em trừ tiền cọc thôi chứ không phải là em bớt. Giá 1.3 triệu thùng thôi. Full thùng luôn ha. Rồi anh em thanh lý con này luôn. Con này hôm trước bán 800, nay thanh lý cho anh em giá 700.000 thôi. Con này điện 100V ha. Đây là con máy mài mini. Đá của nó là đá 11.5 ha. Tức là đá một tấc mốt, tấc 15. Đá này đá zin theo máy, là con máy này mới như chưa xài ha, mới ken luôn. Dây nguồn zin luôn ha. À, hai đá của nó là như chưa xài luôn anh. Có xài mà rất ít ha. Con mài này rất là hiếm anh. Thường thường cái con máy mài, con mài mini này đá nó chỉ có đá 70, đá 80 thôi. Con này đá được một tấc 15. Thì mấy cái con này anh em xài rất là tiện, là một cái là anh em mà có mấy con mài hai đá mà 150 á, anh em mài nó mòn rồi, đá nó mòn rồi, nó còn khoảng một tấc, tấc 15 này nè. Đó, anh em đem qua con này xài. Chứ còn nếu mà có đá nhỏ như vậy anh em gắn qua máy lớn nó xài đâu được nữa. Con này nó xài than á, nó xài than cho nên là tốc nó nhanh lắm. Đây điện 100V nè, 76W nè. 4.500 vòng. 4.500 vòng, đá là một tấc 15 ha. Con này hàng nội địa Nhật anh em ha. Nhìn nó rất là chắc chắn anh, chứ nó không có giống như hàng Đài Loan xuất Nhật. Nó là hàng nội địa Nhật. Mới được 90% luôn anh em ha. Con này được cái là cái đế của nó rất là to,
bảng nó to này nè, đế nó to ra cho nên là nó không có bị trượt. Ê, con này hành lý cho anh em 700 ngàn thôi nha, 700 ngàn. Mã số mấy ta? 13. 13, 700 ngàn thôi. À, cái chân nó bị mớp, bị mẻ miếng chỗ này nha anh em, không ảnh hưởng gì ha. Do vận chuyển nó bị mẻ miếng. 700 ngàn thôi. Tiếp theo là cái gì đây? Đây, em về được thêm một con khoan Boss ha. Hàng này hàng chính hãng anh em ha, hàng chính hãng Boss GBH2-28DRE ha, 2-28DRE. Con này còn khá đẹp anh em ha. GBH2-28DRE. Con này 800W anh em ha, hàng chính hãng ha, chính hãng của Đức. 800W, 3 chức năng, xài mũi thông dụng thôi. À, con này cái là em thay được cái sợi dây Makita rồi nè, dây rất đẹp ha, dây Makita, dây hai lỗi, dây này tầm được 5m anh em ha. Thì cái dây nó bị dính sơn nhiều quá, dây nó vẫn còn bị dính sơn, dính ba cái bê, em làm biến rửa của em thay luôn. Ủa quên, con này điện 22 mà, điện 220 nha anh em, 800W ha. Ba chức năng ha, này là khoan không búa nè, điều tốc rất mượt ha. Đảo chiều nằm đây anh em. Đây là vừa khoan vừa búa. Này là chế độ khoan, không có khoan ha, chỉ có búa thôi. Khi mà anh em chuyển cái này em nhắc hoài à, mình cho nó chạy rì rì mà nó chuyển ha, thì cái nút này nó sẽ bền thôi. Em kiếm cái gì em đục thử. Cái mũi này thì anh em mũi thông dụng ha, em để vô anh em rà đó, nó sụp vô anh em nhét xuống đó. Này bao phê hết nha, dòng này bao anh em đi công trình rồi, bao mạnh ha. Rồi con này vẫn bán giá cũ rồi, hình như clip trước em có lên thôi, trước hay clip trước nữa gì em có lên hai con, một con 2-26, con 2-28 à, em bán rồi. Con này giá cũ 1.9, mã 14, 14, 1.9 nè. À quên, con này là ruột gan em bao anh em là mới chát luôn ha. Đây em có chụp hình lại, em có mở ra em chụp hình lại nha nè. Đâu ta? Không có đăng trên Facebook này. Đây, ruột gan đó, mới chát luôn ha. Ô gấp còn y xì nguyên, hàng zin nó còn gần như nguyên cặp ha, không mòn miếng nào. Mấy con em lấy này, hàng 22 này là ruột gan nó mới chát hết, em mới lấy. Ngoại hình thì không nói anh em, tại vì ngoại hình này hàng là hàng em thanh lý công trình nhà nước á, cho nên là thợ nó xài ẩu lắm anh em, nó luyện nó quăng chày trụ tróc tem đồ từ lưa, nhưng mà ruột gan thì bao đẹp ha. Anh em đem về xài thì đâu có cần nó đẹp, chỉ cần ruột gan nó ok. Con này em bao anh em ruột gan nó là 100% nguyên zin, 100%. Chỉ có sợi dây nguồn là em thay dây nguồn của Makita thôi, còn cái tay cầm này là chưa qua sử dụng luôn. Tay cầm này là tay cầm zin của nó, nhưng mà lúc nó xài thì nó không có gắn tay cầm vô, tới chừng nó thanh lý cho mình thì nó đưa luôn tay cầm, cho nên là em gắn vô là cái tay cầm nó chưa qua sử dụng luôn, nguyên zin hết ha, chỉ có sợi dây nguồn là like thôi. 1.9.
tay. Con này clip trước em lên là lên ba con, hai con đột với con cắt. Con cắt tone này bị bể gạch. Cắt tone này là hàng cao cấp của Đức nha nè. Nó mắc lạnh lùng quá nè. Nó mắc lắm nha nè. Nhớ mười mấy triệu á. Ủa đâu ta? Con này nó mới tới mười mấy triệu rồi nha nè. Đây là hàng Đức mà hàng cao cấp. Hàng này nó không về Việt Nam nè. Nó chỉ có qua bên Hàn Quốc thôi. Bên Hàn Quốc thôi. Thì có cái mã này. Còn cái mã về Việt Nam mình giá nó sẽ rẻ hơn nhiều lắm. Nó bằng một nửa hàng mà bên hàng nó đặt thôi. Còn đây hàng của hàng nó đặt là Made in Germany hết. Những cái mã Made in Germany nó sẽ khác cái mã Việt Nam mình. Mã về Việt Nam mình là mã sản xuất ở Trung Quốc thì cái mã nó sẽ khác tí. Như con này là Boss nè, GSC16 ha. Còn mã về Việt Nam nó sẽ có thêm chữ O nữa, GSCO16. À, con này là GSC16 ha. Con này là 350W. À, cắt tone 1 ly 6 ha. 2200 dòng. Con này Made in Germany ha. Đây Made in Germany ha. Điện zin 230V, 350W, cắt tone 1 ly 6 ha. Hàng Đức xuất hàng. Con này thì nguyên zin 100% ha. Chỉ có cái là cái sợi dây nguồn này em đã thay dây bãi rồi. Đó, dây nguồn là em đã thay rồi ha. Còn lại là nguyên zin hết. Con này công tắc bóp anh. Công tắc bóp nó dễ xài anh em. Cái lưỡi này là lưỡi bốn mặt nha anh em. Anh em có thể xoay mặt nó ha. Lưỡi bốn mặt. Nếu mà cái mặt này nó lục rồi anh em có xoay qua mặt khác. Mài là vẫn được nha anh em. Nếu nó lục anh em mài nó vẫn được ha. Mài mà mài bằng đá mài hợp kim á. Con này thì ruột gan của nó là em bao anh em là than zin nó còn than nó chắc còn khoảng 5/6 cặp than, nó gần như hơi mòn tí, cổ góp thì không mòn miếng nào ha. Máy này còn rất là mới nha nè, ngoại hình thì tương đối thôi mà ruột gan nó rất là mới. Rồi con này bị bể gạch em lên lại ha, giá 1.3 nè. Mã 15 1.3. Con này mới hình như là 11-12 triệu gì á, em quên rồi. Bữa em có tra giá mà em quên. 1.3 ha. Đây. Còn em muốn xài Mata thì anh em có con Mata nè. Con này cắt tone tới 3 ly 2 lần. Đó. Con này là hàng chính hãng của mình đây. Nhưng mà hàng này là hàng cao cấp cho nên là Made in Japan ha. Nó không có hàng này, loại này nó không có Made in China này. Đây là con cắt tone Makita ha, GS3201. Này là hàng chính hãng. Điện zin 22 ha. 710W. Cắt tone được 3 ly 2, inox được 2 ly rưỡi nha. 1600 dòng Made in Japan ha. Lưỡi này cũng là lưỡi bốn mặt ha. Đó, anh em có thể chỉnh cái độ rộng nó ra vô nè, hoặc là lưỡi lục có thì anh em đổi qua mặt khác ha. Nó lưỡi nó bốn mặt rồi. Con này thì nguyên zin hết, chỉ có cái tay cầm này nó hơi bị chóc cao su chỗ này thôi, cao su giống như nè. Còn ruột gan thì em bao đẹp ha, bao đẹp. Con này mới nó gần 10 triệu. Điện zin 220 ha anh em ha. Mấy con cắt con này là em bao lưỡi, em bao cắt hết nha. Đó, con bóp này cũng vậy ha. Con này để anh em 1.4 triệu. Mã 16. 1.4 triệu ha. Made in Japan. Con này cắt con dày được luôn ha, 3 ly 2 lần. Đi nóc được 2 ly rưỡi. Một triệu tư ha. Nay em sẽ lên thanh lý con này. Bữa con
Cưa gỗ mà clip trước em lên thanh lý 700 ngàn á, anh nào chốt phục thì clip này em đã chốt cho em con này ha, con này mới hơn con clip trước luôn. Con này là cắt gỗ Makita ha, lưỡi 190, lưỡi này là lưỡi lưỡi premium anh em ha, lưỡi cao cấp á, lưỡi black, nó dày 1.5, 72 răng, lưỡi này anh em cắt nhôm được luôn, 72 răng, không mẻ răng nào anh em ha, không mẻ răng nào, lưỡi như mới luôn ha, con này mới lắm anh em, để bóng lưỡi ha, mới cực kỳ. Đây là con cắt gỗ mà hàng này đời mới anh em ha, đời mới, nó giống hàng chính hãng mà. Đời mới, ở đây nó có cái lục giác mở lưỡi ha. Đây là con cắt gỗ Makita, hàng này hàng bãi Nhật anh em ha, mã của nó là M585 ha, lưỡi là lưỡi 190, điện 100V, 1050W, 5500 vòng ha, rất mới anh em ha, 5500 vòng, má chạy im ru và rù nha anh em, có kháng từ ha, dây nguồn zin theo máy luôn ha. Cực kỳ em ha, thắng siêu ăn luôn. Rồi thanh lý bằng giá con clip trước thôi, 700 ngàn. Mã 17, 700 ngàn. Giá em thanh lý không bớt thêm nha anh em, 700 ngàn. Tiếp theo, con này là con không than, em còn con duy nhất, con này là con không than và thanh lý luôn cho anh em cho nó đi nhanh này. Đây là con cưa gỗ Hitachi Hikuki ha, con này đời mới, nó đổi thành Hikuki rồi anh em ha, động cơ e motor không cỡ than, lưỡi là lưỡi 165 anh em ha, lưỡi này là chưa qua sử dụng anh em ha, lưỡi này là lưỡi Nhật luôn, chưa qua sử dụng ha, để Atimon. Con này là Hikuki C6MEI ha, điện 100V ha, 1050W, lưỡi lưỡi 165 ha, 4100 vòng. Con này máy Engina này em ha, không than thì máy Engina hết ha. Con này cắt sâu tối đa được 66 mm, dây nguồn zin theo máy luôn ha, dây nguồn Hitachi chắc được 5 m. Đây máy còn cực kỳ đẹp anh em ha, nó còn rất đẹp nha nè. Con này nó có hai chế độ chạy, một chế độ chạy trong nhà với chế độ chạy ngoài trời ha, có đèn led nè, đèn led nó bấm bằng bàn phím đi như đồ pin vậy đó. Đây led đây ha, để siêu sáng anh em ha, thắng là siêu ăn ha, mấy con không than này thắng siêu ăn. Đây là chế độ chạy ngoài trời ha, bây giờ em bấm chế độ chạy trong nhà nó sẽ chậm và nó êm hơn. Thắng là buông ra cái đứng liền ha. Là chế độ chạy ngoài trời nó sẽ nhanh hơn. Thắng là cực kỳ ăn. Rồi. Con này này mà hành lý cho anh em giá 1 triệu thôi. Mã 18. 1 triệu thôi. Điện 100V em, điện 100V nha em, hàng bãi Nhật ha, nó 1 triệu không than. Wow, tôi bán gì đây, cái điện thoại em nó quay tí, cái này quay lâu quá cái màn hình nó tối lại, em tưởng đâu là cái điện thoại nó tối, ai về không phải, lên clip thì nó vẫn sáng nhưng mà cái màn hình nó lúc nào nó cũng tối thui, bữa không biết cho điện thoại mới mua, em không biết cái điện thoại kia đâu có anh em. Rồi con này thì em bán rất nhiều rồi ha, đây là con mài nhóm đai của cây dân Hàn Quốc ha, điện zin 22 ha, hàng này hàng nội địa Hàn Quốc. Con này còn cực kỳ đẹp anh em, ốc vít nó còn 7 màu hết luôn ha. Con này vỏ nhôm anh em ha, cái bản nhám là nhám 2 phân,
nhóm này là hai phân ha, con này nguyên zin 100% hết, tay cầm zin, dây nguồn zin luôn. Con này mới nó 3 triệu mấy còn. Đây là con nhám đai cây dăn ha, mã là EBS-20 ha, 20 là cái bản nhám nó 20 á nè. Nhám này nhám thông dụng ha, anh em đặt Shopee có hết á. Điện zin 22 570W, 12.000 vòng. Con này thì mộc hay cơ khí gì cũng có xài ha. Dây nguồn zin luôn nha anh em, dây nguồn zin nó phích tròn ha. Chạy ru nha nè. Thôi con này con này giá cũ thôi. Thôi con này nay lên em bán vốn con này, lấy tương tác ha, bán vốn thôi, 1 triệu thôi. 1 triệu là giá vốn nha nè. Mã 19, 1 triệu không bao ship ha. Giá 1 triệu không bao ship ha. Mười chín 1 triệu thôi, còn cực kỳ đẹp anh em ha. Đó, tem bổng còn cực kỳ, ốc chích 7 màu hết luôn, 1 triệu ha. Rồi tiếp theo con này đi. Ê, nè em về được con móc rảnh ha, móc rảnh hoặc là đánh hèm cửa khuôn bao á nè. Đó, đây là mấy anh mọc xài ha. Dây nguồn của nó được 8 mét ha. Dây nguồn Makita zin theo máy luôn ha. Dây nguồn 8 mét. Con này rất là mới nè. Anh em thấy cái cử của nó. Cử này là zin của nó, em phải không phải em sơn lại luôn nha nè. Ha, hãy nên cái cử nước sơn nó còn nguyên ha. Máy là nước sơn zin nguyên bản ha. Đó, nước sơn nè. Nguyên zin hết. Cực kỳ mới ha. Đây là con móc rảnh đánh hèm cửa ha, của Makita. Con này là mã 3802-A ha, có tháng 4. Điện 100V, hàng nội địa Nhật ha. 1140W, 8.000 vòng. Rất đẹp nha nè. Đó. Con này thì cái lưỡi zin theo máy là lưỡi 21 ha. À, nó có còn nó đi kèm một cái, tại con này nó có cái thùng nữa. Nó có thùng luôn, nhưng mà cái thùng bể rồi. Trong thùng nó có một cái lưỡi, lưỡi này là chưa qua sử dụng luôn. Lưỡi 46 ha, của Makita luôn nha anh em. Lưỡi zin của nó luôn ha, nằm trong máy luôn, nằm trong thùng luôn. Lưỡi 46mm, chưa qua sử dụng nha. Một dây cua ro luôn nè. Đó, dây cua ro zin của nó luôn ha. Zin nằm trong thùng luôn, để xin cua. À, con này là siêu đẹp luôn. Rồi, test máy. Con này điện 100V nha. Lưỡi nó gắn là tối đa là 46 ha. Còn nó gắn từ nhỏ tới lớn luôn ha. Có thắng từ anh em ha, buông ra thắng. Thắng siêu quăng luôn. Nâng hạ lưỡi là cái này mở này ra. Đó, nâng hạ xuống nè. Đây. Con này em bán nguyên combo gì luôn. Dây cu ro, lưỡi, máy. Đó. Cái con này mà lúc mà ngành mọc mà còn thịnh á, cái lưỡi này không nè, là 500 ngàn. Dây cu ro 100 ngàn nữa là 600 ngàn. Con máy này thời đó là tầm 1 triệu 6 cho đến 1 triệu 8. Có anh bán 2 triệu con luôn á. Nam bán nguyên combo vậy luôn ha, giá 1 triệu 2 thôi. Triệu 2 thôi. Mã 1920. 20, 1 triệu 2 ha. Con này là con đánh móc hèm cửa, móc rảnh khuôn bao cửa này. Mấy anh thợ mộc sẽ biết ha. Mã 20 giá 1 triệu 2 thôi. Bao ghẻ. Rồi, tôi bán gì đây?
bán cái này đi. Đây xa. Đây là con cưa bàn ha. Cưa bàn con này cũng mang guitar nha nè. Đây. Cái này là mấy anh Nhật mấy anh đóng thêm ha. Cái chân đó là chỉ có chân sắt thôi. Mấy anh Nhật anh gắn thêm cái bắt thêm cái chân gỗ này vô cho nó chắc hay sao đó không biết. Đây là con mai guitar ha. Mã là 5800N-A ha. Có tháng 4 ha. Điện 100V, 1050W, 4500 vòng. Con này sử dụng lưỡi 180 tới 190 ha. Đó. Này nó nâng hạ lưỡi lên xuống được ha. Nâng hạ lưỡi lên xuống được. Gỡ cái con này ra luôn. Mở bốn cái chân ốc này ra là lấy con máy ra ngoài được luôn ha. Đây nó có cử ha. Cử này anh em có thể chỉnh chạy tới chạy lui vậy. Đó. Con này nó cắt sâu tối đa được được 6 phân. Cắt sâu tối đa được 6 phân anh em ha. Kích thước bàn. Kích thước bàn là nó dài 30. Nó dài 40. Ngang 32. Cao tính luôn cái chân gỗ đi ha. Là 27. Con này điện 100V nè, con này hàng bãi Nhật nha nè. Này nó gài công tắc chết lại được nha anh em. Để anh em xài á, gài chết công tắc được ha. Chạy em ru ha, thẳng từ cực nhạy. Con này khá mới nè ha. Cái bàn nó chưa xét là anh em biết nó khá mới. Rồi con này để anh em 1,2 triệu. Mã 21. 21 1,2 triệu. 1,2 triệu. Đây. Tới con này đi. Này này thanh lý cho anh em luôn. Má thằng em nó có một con giống y chang em mà nó bán rồi nó bán 2,6 triệu mà nó bán đi mà em bán 2,5 triệu mà không đi. Này lên thanh lý cho anh em luôn. Đây là con mài lưỡi bào ha. Mài lưỡi bào con này là nó có một bên mài khô, một bên mài nước ha. Mài nước này thì nó có học nước luôn nè. À, em đổ nước vô đây. Gắn thêm cho nó cái ống nước biển để nó dẫn vô cái cục đá ha. Đá này đá mài nước. Dẫn vô cục đá đó là anh em một bên mài nước, một bên mài khô ha. Đây là hàng chuyên dùng, chuyên mài lưỡi bào. Anh em muốn mài dao vẫn được ha, mài dao mài kéo thì mài bên đây vẫn được. Đây là con mài lưỡi bào Makita ha, 9800. Con này nó nặng 17 kg anh em ha. Con này em đấu lên 22 được nha anh em nào cần thì em đấu lên 22 cho ha. À, điện 100V ha, mà đấu lên 22 được nha, 230W. À, bên mài khô này nè là 3600 vòng, còn bên mài nước này là 1900 vòng. À, cử thì ok hết ha, cử nó đây thằng này nó chỉnh xéo nè, chỉnh nghiêng nè, chỉnh lên xuống được luôn ha. Lên xuống rồi sau anh em siết lại này, chỉnh ra vô nó chạy ra vô ha. Còn bên đây cũng vậy, bên đây nó chỉnh nghiêng được, cái cử này nè anh em có thể chỉnh nghiêng được ha. À, siết vô chỉnh đứng lên nè. À, đó là cái này chỉnh nghiêng được, ra vô thì chỉnh nó đằng sau này. Đó, chạy ra chạy vô ha. Con này là nguyên zin 100% nha. Đi nguồn zin luôn. Nước sơn zin nguyên bản luôn ha. Đó, chỉnh chạy ra chạy vô cử bên mài nước là nhà chỉnh bằng cái này nè. Đi nguồn zin theo máy luôn ha. Con này là hàng công nghiệp, vỏ gan ha. Nặng 17 kg. Chạy lên vuông cho anh em. Ở bên đây á, bên đây là nó có cái hộp nhôm, cái hộp nhôm này để cho cái đá mài nước này là nó chậm lại, chậm hơn bên đây, cho nên nó sẽ có tiếng nhôm ha. Nhưng tiếng nhôm của máy này nó rất là nhỏ rồi, vậy là êm lắm rồi. Rồi Nam thanh lý cho anh em con này 2,3 triệu thôi, 2,3 triệu mà bao ship nữa là
là muốn lỗ luôn nha nè. Con này mã 22. Hai chiều qua thằng em nó mới bán con y về 2,6 triệu. Hiếm có con nào về mà nó có cái học nước không nha nè. 22, 2,3 triệu ha. Đây. Con này cũng mới như cái lulu hôm trước em lên vậy, nhưng mà nó không có cái miếng ngoài thôi. À, rất là mới ha. Lulu 29m, lulu Hayata ha, made in Japan. Chữ nghĩa nè, dây còn bóng lưỡng ha. Đó, phích thì ba chân. Anh em không xài chân mát thì kéo xuống, xiết nó xuống là nó thụt vô ha. Còn kẹp mát luôn ha, còn kẹp dây luôn ha. Này nó còn cái gì đây nữa. Rất là mới nè ha. 30 mét dây em bao anh em là không đứt gãy ha. Có CB chống giật luôn ha. Có đèn báo ha, ba ổ điện. Thôi, nãy nó bị lỏng ổ điện anh em. Đây. Thật ha. Có đèn báo ha, ba ổ điện. Rồi, ok. 30 mét dây em bao anh em không tật lỗi ha. Hai dây chữ nghĩa trên dây là còn vàng quách hết nha nè. Đó, dây bốn lưỡng ha. Rồi, cuộn này để anh em thanh lý 1350 ha. 1350 mã 23. 1350 giá này hành lý rồi nha anh em, không bớt nữa ha. 1350 đây là con cắt gỗ Makita ha. Con này cắt được 16 phân ha. Lưỡi nè, theo máy nè, cái lưỡi này em gắn ngược ha. Gắn ngược tức là phải trở nó lại vô trong mới đúng. Nhưng mà cái lưỡi này em gắn về chủ yếu là để cho anh em coi cái hiệu của cái lưỡi thôi. Lưỡi này là Sugiyama ha. Lưỡi 405 ha. Dày 2.8. Lưỡi này 50 răng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 60 răng anh em. 12 x 5, 60 ha. 60 răng, không mẻ răng nào nha anh em. Lưỡi như mới luôn ha. Á, cái lưỡi này không mà em bán được 900 cho tới 1 triệu rồi. Không mẻ răng nào ha, lưỡi như mới luôn. Cái con máy này cũng còn rất đẹp anh em. Cái đế này nè, anh em thấy cái đế cực kỳ đẹp luôn. Đế chưa xét luôn á, thấy không? Máy cực kỳ đẹp luôn. À, zin cái này, cái thớt này zin nó màu này luôn nha anh em, chứ không phải lai đâu nha, zin nó vậy luôn. Đây là con cắt gỗ Makita 5402-A ha, con này có thắng từ ha. Con này gắn lưỡi 388 đến 415 ha. Lưỡi zin theo máy là lưỡi 405 ha. Cắt sâu được 16 phân. Con này điện 100V ha. 1450W. 2200 vòng ha. Dây nguồn Makita zin theo máy luôn, dây nguồn như này chắc được 5m ha. Máy này cực kỳ đẹp nha anh em. Cái gạch te này với cái đế này chưa xét luôn là anh em biết là nó mới dữ lắm. Ruột gan là xanh lét ha. Con này điện 100V ha. Cắt sâu 16 phân á, gọi là cắt gỗ 16 phân là nó đó.
vậy là siêu êm ha. Á, có cái lưỡi đá cực kỳ. Con này dành cho anh em cắt sọc, cắt dán đồ, cắt 16 phân. Con này mã 24 mà. 24. Con này giá để anh em 2,2 triệu ha. Con này lưỡi quá đẹp anh. Hôm trước em có bán con rồi 2 triệu ha. 2 triệu là giá hành lý. Mà lưỡi nó không đẹp như lưỡi này. Lưỡi này là siêu đẹp nè. 2,2 triệu đây. Đây nè, con này trước em bị bể gạch nè. Đây là con cắt sắt Makita ha. Con này là hàng hàng Nhật xuất hàng ha. Điện từ 230V tới 240V. Con này con cực kỳ đẹp anh em ha. Đặc biệt con này là ruột gan của nó là em bao anh em 95% ha. Mới 95% luôn á. À, ruột gan đẹp lắm. Con này là con 2414 NV ha, Makita 230V. 2000W ha, 3800 vòng, đá 355 ha. Con này nguyên zin hết, chỉ có sợi dây nguồn này anh thay rồi. Dây nguồn của nó về là không có này. Đó, rất đẹp ha. Để tô kẹp phôi nhanh luôn. Điện 230V ha. Chạy cực kỳ êm. Chạy không một miếng lửa luôn anh em ha. Máy thì ngoại hình thì em không nói chứ gục gan là em bao anh em 90% ha. Máy gục gan con này đẹp, xanh lét hết. Rồi, con này em lên lại ha. Giá 2,3 triệu nha anh em. 2,3 triệu ha. Mã 25. 2,3 triệu ha. Rồi con cuối cùng em về được con cưa sức. Cưa sức này đặc biệt của nó là zin 200V anh em ha. Con này là của Ryobi, zin 200V nha anh em. Đây là hàng Nhật ha, hàng Nhật zin 200V, 1350W, 420m xích trên 1 phút ha. Cái xích này nó dài 50 lần nha anh em, 50 ha. Các bạn xích dài 50 lần. Xích này xích Latin nha anh em, nên nó hơi rỉ rỉ vậy. Latin là nó dễ nè. Chứ con máy này thì còn rất là đẹp. Mã CS460 ha. Zin 200V. Hàng nội địa Nhật ha. 200V là anh em xài 22V ha. Sợi dây nguồn này của nó dài được tới dây này chắc 7-8m anh em. Xài 22 luôn nha anh em. Con này thì bơm nhất tay nha anh em. Bơm nhất đây nè anh em, đè này vô. Đó là nó xịt nhất ra ha. Bơm nhất tay. Zin 200V. Lam là 5 tấc. Rồi. Con này để anh em 1,6 triệu đi. Là hành lý nha, giá này giá hành lý rồi. Mã 25 của 26 chứ. Mã 26. 1,6 triệu. Cái con này khi ship em sẽ mở cái xích ra nha anh em. Về anh em gắn lại ha. Anh em nào có không biết gắn thì nói em quay clip lại. 1,6 triệu thôi. Con này trước phải là 2 triệu nha nè. Này hành lý giá 1,6 triệu thôi. Rồi, em kết thúc clip ở đây ha. Anh em nào quan tâm con nào thì chụp màn hình, gửi tin nhắn bên Zalo cho em. Số điện thoại Zalo và số điện thoại gọi trực tiếp em chỉ có một thôi. 0397 146414 ha. Rồi chào anh em, hẹn anh em lại clip sau ha.